Rồi đây là chiếc Accent màu xanh, màu xanh là màu đặc biệt đối với dòng Accent nha cả nhà. Thì màu xanh này thường ở dòng Hyundai thì có tên là Elantra nè, Creta nè, rồi Santa Fe. Đó, nay có Accent luôn. Đó, Accent coi như là em của thằng Elantra nha cả nhà. Đó, em Hoàng quay thực tế cho cả nhà nè. Ha, màu xanh. Màu xanh này rất là đẹp, rất là sang luôn nha. Và đây là phiên bản 1.5 cao cấp, có giá là 569 triệu. Ở phía trước đây ha cả nhà, mặt ca lăng rất là ngầu. Cụm đèn phía trước mình là cụm đèn LED luôn nha, kết hợp với dải đèn delay nè, nguyên dải đèn LED hình chữ C nè ha cả nhà. Rồi bản cao cấp thì ở trên đây nó có con mắt hồng ngoại nha, ngay chữ V này nó hỗ trợ giữ làn đường. Rồi, bên hông xe đây cả nhà ha, mâm 16 inch đa chấu. Thì có trên bản này thì có cảm biến up club là 4 bánh luôn, thể hiện 4 bánh trên màn hình luôn nha. Rồi, khởi động đề nổ từ xa. Bánh trước và bánh sau 4 bánh đều phanh đĩa hết nha cả nhà, phanh đĩa hết nha. Đây phanh đĩa nè. Rồi sẵn đây Hoàng đọc luôn cái thông số lốp luôn cho cả nhà cùng tham khảo qua ha. Đây là thông số lốp nè, 205/55R16 nha. R16. Rồi ở phía sau đây, bốn cảm biến, camera lùi đầy đủ hết cho mình. Cụm đèn hậu dạng LED luôn nha. Đó. Động cơ 1.5. Ở phiên bản cao cấp này thì ở phía sau mình đây cả nhà ha, nó có bệ tì tai nè. Trên đây thì nó có bệ tì tai mình có thể gỡ ra được ha. Đồng thời ghế mình ở bản này mình có thể gập 64 lại được nha, gập 64 xuống. Chỉ có duy nhất bản này là có bệ tì tai và gập xuống thôi nha cả nhà. Rồi tiện nghi ở phía sau đây, ở phía sau mình có hai cái cổng sạc TC nè, cửa gió nè. Rồi xe này mình được trang bị là 6 lo 6 túi khí nha, 6 lo 6 túi khí. Rồi đây ở phía trước đây ha, ghế da nè, ghế da nhưng mà chỉnh cơ nha, phanh tay cơ. Thì ở đây có sạc điện thoại không dây nè, sạc điện thoại không dây. Và ở phía hàng ghế phía trước mình có chế độ làm mát luôn nha, điều hòa tự động. Màn hình giải trí mình thì 8 inch thôi, còn màn hình thông tin mình là tới 10.25 inch. Trên đây thì có hỗ trợ giữ làn đường, chân ga tự động, cruise control đủ hết cho mình. Rồi xe này là phiên bản cao cấp, giá là 569, chưa bao gồm chương trình khuyến mãi và chưa bao gồm giá lăn bánh nha cả nhà. Cả nhà quan tâm thì cứ liên hệ ông Hoàng ha, để ông Hoàng cập nhật chi tiết đúng cái thời điểm cả nhà muốn lấy xe nha.